tên là Quốc Minh và người ta thường gọi em là Miên Cúc. Và hiện tại em là thành viên của nhóm Zero Nine. Xin chào Zero Nine. Cái này chị biết làm nè. Xin chào, chúng tôi là Zero Nine. Em ơi, em đã được biết tên bốn chàng trai rồi. Và bây giờ em sẽ lựa chọn một từ khóa nào, bất kỳ cho bốn từ khóa này, và chọn từ đó cho chàng trai nào? Dạ, con chọn chàng trai thứ nhất ạ. Đầu tiên, chàng trai thứ nhất. Đó chính là bạn Quốc Minh. Từ khóa bánh bao ạ. Bánh bao. Trời ơi, ông này là ông ăn cũng nhiều nha. Dáng ổng là đô lắm. Bánh bao là cái biệt danh mà mọi người trên mạng đặt cho em ạ. Bởi vì sau khi cái clip ăn trọn Đà Lạt của em được phát sóng thì mọi người bảo em là hầu như em có sở thích ăn uống. Và em rất thích ăn, giống như là cái phần giới thiệu của em. Nhưng mà những lúc mà em đói thì em cực kỳ xấu tính ạ. Em rất hay bực bội và em cần có đồ ăn ngay lập tức. Và em có câu hỏi đặt cho anh số 1. Đó là khi mà em bảo em đói thì anh sẽ làm gì? Và anh có 30 giây để thuyết phục em cùng anh đi ăn trọn thế gian này. Hơi căng à. Cảm ơn em đã cho anh một câu hỏi rất là thú vị. Thú vị câu lắm. Câu hỏi nói về đề tài ăn uống. Và bản thân anh cũng là một người rất thích ăn uống. Phải không vậy? Đúng. Không, nhìn em vậy thôi chứ em ăn ghê lắm anh. Ừ. Thường là những người này là những người có khả năng đặc biệt ăn ngàn tô và không lên cân. Đây. Và nếu mà em nói anh ơi em muốn ăn, anh sẽ hỏi ý kiến em và dẫn em đi ăn bất cứ thứ gì em thích. Ví dụ tại vì anh cũng thích ăn. 2 giờ đêm bật dậy, anh ơi em muốn đi ăn. Là cho ăn cái tác á. 2 giờ đêm bật dậy muốn đi ăn, tác thì ngủ mất tỉnh thì ngủ luôn. Nếu mà buổi khuya vậy á, với mà một cái tình trạng mà mình lười như thế thì anh sẽ lôi đồ ra nấu cho em ăn thôi, không một cách nào khác. Phải vậy, tôi gài vô đến câu nổi này nè. Đó. Vậy là đêm nào cũng ăn mì gói á, cho nên tướng cái nho dễ chờ luôn. Còn câu thứ hai, bạn làm sao để thuyết phục cô gái đó đi ăn trái đất? Trái đất. Ăn trái đất là khỏi cần đi nha. Ăn trái đất là ăn đất. Ăn trái đất là khỏi cần đi. Chúng ta cúi đầu xuống, đúng không? Cảm điên. Ăn gì đó, cả thế gian. Thế gian nữa vậy. Ừ. Em sẽ thuyết phục là đừng nên đi ăn em ơi, mập lắm. Ủa làm sao? Ủa? Hình như con chưa hiểu cái câu hỏi. Tôi là tôi kết em, ông rồi đó. Em bán bánh tráng ở đâu vậy? Tôi kết ông rồi đó. Hiểu. Ông là được lắm nha. Hiểu mà hỏi không? Đi, tôi hồi tôi cắn ông đó, thiệt. Đúng như là cái khẩu hiệu của ông luôn. Vậy rồi, nè. Là thiếu luôn. Chào em. Em chào anh ạ. Thì khi anh ngồi trên đó đó, anh chỉ nhìn được 1/3 góc mặt của em thôi. Và nghe những lời em chia sẻ và cũng nhận ra được em là một mẫu người mà anh cũng đang tìm kiếm mấy lâu nay. Sở thích của em là em thích đi đâu? Thường thì chỉ khi mà về đêm á, em thích đi dạo vòng quanh thôi. Còn sở thích của anh á là rất thích đi du lịch. Em thích ăn, anh lại thích đi những nơi khác. Và những nơi khác lại có rất là nhiều đồ ăn ngon cho em. Nếu mà anh mời em đi, em sẽ đi không? Nếu với tư cách là bạn thì mình có thể đi đông. À, cũng đúng. Và cũng 2 năm trước đây là anh không muốn yêu ai hết. Là tại vì anh sợ khi mà mình chọn bên người ta rồi á, mà cái thời gian mình dành cho cô ấy, yêu thương cô ấy không có đủ, cô ấy sẽ bị tổn thương. Do cái lịch làm việc của anh rất là dày đặc và cái thời gian quan tâm người yêu của anh hầu như rất là ít. Em nghĩ là đối với một người mà mình đã trưởng thành rồi, mình có thể phân biệt được tình cảm và công việc, thì em sẽ hiểu. Và em nghĩ là sau này nếu mà một cô gái nào quen anh thì người ta cũng sẽ hiểu cho anh. Và trước khi đến đây á, thì anh cũng chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho em. Em nhắm mắt lại đi nhé. Em nhắm mắt lại nha, đừng mở mắt nha.
Em được mở chưa? Em mở mắt ra đi. Quay lần sau. Anh tặng em. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đêm mùa đông, là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hay để anh chứng minh cho em thấy. Lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó, anh hân hở quá nên em lo sợ bơ vơ, đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngần ngó sang anh thân thở đôi mắt mơ. Anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó, vì lo trong trái tim em đã có ai. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây đâu cần đố. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hay để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Đâu có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Baby, yêu là thế, làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby, làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn, là khi những nỗi nhớ như sóng xô nơi anh từng cơn, là khi em cười đùa bên anh đau đớn nên anh giận hờn. Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đố. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hay để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về nhà, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby, làm người yêu anh nhé baby. Em thấy không gian ở đây như thế nào? Đẹp không? Lãng mạn. Em cũng thích hoa. Em có biết hoa này là hoa gì không? Dạ em quên tên rồi. Cúc họa mi. Dạ không, cúc họa mi to hơn. Cúc mâm xôi. Hoa baby. Yeah. Hoa này tên là hoa baby. Lời anh thấy là hoa này nó rất là giống em, rất mỏng manh, nhưng lại rất là tính khách như em nữa. Và anh còn một bất ngờ dành cho em nữa. Cái gì vậy? Có gì? Sao băng. Em chưa bao giờ ngắm sao băng với một người khác. Bây giờ mình ước. Em nhắm mắt ước đi. Anh ước gì? Anh ước gì? Anh ước điều ước của em sẽ thành hiện thực. Anh ước điều ước của em sẽ thành hiện thực. Trời ơi! Tuyệt vời! Lãng mạn quá! Wow! Thật là dễ thương, lãng mạn. Quá dễ thương. Em ơi, có hối hận không?
ấn tượng nhất là câu nói cuối cùng. Đúng rồi. Điều ước của anh là ước điều ước của em thành hiện thực. 09 09